Video xin kính chào tất cả các bác nhé. Và hôm nay em cũng lại có duyên ở Hoàng Mai, nổi tiếng mà gần nhà còn không biết các bạn, đến với anh Phong ở Minh Khai gốc đề các bác nhé. Nói chung là cũng cạnh nhà thôi, và bác có bảo set up cho bác một bộ thiết bị của bác thì gồm có mixua sẵn này, và trên kia là hai đôi loa bô. Và khi được nghe mixer đi cọc thể hiện thì bác cũng bù kết luôn anh em nhá. Và đây là tất cả những cái thiết bị mà Cao JBL cung cấp. Và bác cũng là một cái người mà cũng rất là hiểu biết âm nhạc nhá, biết chơi đấy, đồ của bác đây các bác này. Cũng khủng khiếp luôn nhá. Đấy, chứ cũng không phải là dạng bình thường đâu. Và khi bác nghe đi la cọc và mix sennheiser thì bác cũng bù kết và ủng hộ em Cao luôn. Và cũng như thường lệ thì mọi khi thì em cũng xin test một đoạn một ca khúc, kể cả trên loa bô vẫn hay bình thường các bác nhá. Khi mà nhào lộn thế nào thì nhào lộn, nhưng mà khi mà lặn bột thì vẫn cứ ra bánh trôi. Thế cho nên là các bác là cứ yên tâm nhá, để các bác chỉ alo thôi, còn mọi chuyện thì để em lo. Và bác có lấy một con cốt BSS 334 này, một cục Crown 1201 và bàn mixer 600. Và anh cũng ở gần nhà thôi. Một lần nữa cũng em xin cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Và để tất cả những clip mà em test thì em cũng kể cả loa bô, em cũng hát một ca khúc để các bác thưởng thức. Sau đó em cũng xin cái ý kiến của bác chủ nhà sau. Và một lần nữa xin các bác lắng nghe nhé. Lần một hai lần qua một rừng hoa, gió lôi kêu xa mua bồi đường trên. Hai cây hoa dài nghe nói bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà và là ngọc kiêu sa, hoa đâu dám que màu cùng làm cốt vàng tươi, và không bán hương thơm như già nhì trong vườn. Hoa trinh nữ đẹp tuyệt, truyền tình ai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mây cho hương, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông mùa trẻ, xuân linh qua rừng, dẹp quân dân. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một quân nhân, vua sao duyên tâm buồn mời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho các nhân gian đem của nàng đến chỗ nàng. Trên ngôi sao chín tầng hoàng hậu đẹp phương anh xưa. Tôi không phải là vua lên mộng vương thật bình thường, như yêu một loài hoa qua cùng đá soi buồn phiền. Loài hoa công ương không sắc màu, nhưng loài hoa biết khét lá ngây thơ. Tôi không phải là vua đêm nào biết đến xa hoa, không ngọc mà kiều hoa công đẹp công công cùng soi. Tôi chỉ là nghệ sĩ xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu dân xa. Lông nhẹ một cây, lá rớt trên tay, lá mù thật mê say. Nắng
ngỡ đôi mi đời đem đến trăng đầy cài đêm cùng hàng tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương giữa hoa rừng lòng nàng hoặc nhớ người thương và mong ước mai sau khi tan dạng giường vô thể cho giai nhân ngóng đời chỉ một cái chính thương. Một lần nữa để thay đổi các cấu hình âm thanh trở nên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp các bác nhá. Các bác đừng nghĩ là sử dụng cái này nó khó, nó như một con vang cơ luôn các bác nhá. Cho nên là em cũng muốn mang cái chất âm chân thật nhất đến cho các bác xài các bác nhá. Và đây là anh Phong. Anh Phong chủ nhà sẽ nói đôi lời với các bác nhá. Vâng, em chào anh Phong nhá. Trước tiên là anh rất là cảm ơn hai chú. Hai chú rất là vừa ý và rất là hay luôn. Anh không biết nói gì cả, chỉ biết nói là anh cảm ơn hai chú. Dạ vâng em. Vâng, cảm ơn anh Phong rất nhiều nhá. Cảm ơn chú. Vâng. Rất hy vọng là cái kênh của chú Cao Audio Hoàng Mai sẽ ngày càng phát triển rất là lớn mạnh và sẽ rất nhiều người ủng hộ. Vâng, cảm ơn anh. Xin cảm ơn em một lần nữa. Em cảm ơn anh nhá. Hẹn các bác clip gần nhất đây thôi nha các bác nhá. Một lần nữa em cảm ơn anh Phong rất nhiều và mọi anh em trên mọi miền tổ quốc đã ủng hộ kênh Cao Chibel Hoàng Mai. Xin cảm ơn tất cả các bác.